VIP Supercard hoàn 15% mua sắm, du lịch, ẩm thực. Cầm nhung và nước cầm, không? Mẹ tắm cho các bạn, đi cầm nước cho mẹ. Ok. Rồi. Ok. Giao trứng rồi, giao trứng cho Hy là không được rồi. Rồi, mình gỡ cái dòng của em ra trước nha. Mình gỡ cái dòng của An ra trước nha. Khi mà mình tắm cho các em á, mình vui lòng là mình che cái tay của bé lại. Tại vì có thể là nước sẽ vào tay của bé. Đúng rồi. Rồi che vậy, che cái tay của bé lại, đúng rồi. Đúng rồi, đúng rồi, nhẹ nhẹ nha. Rồi. Đúng rồi. 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 Mình đổ một ít xà bông lên người của bé An nha. Rồi đây, xà bông đây. Đổ trực tiếp lên người. Dạ đúng rồi, đổ trực tiếp lên. Này, nhìn mẹ này mồ hôi mình kéo ra, đúng rồi, mình kéo ra một tí rồi. Thêm một tí nha, thêm một tí nha. Rồi, ok. Rồi, mình rồi, mình tạo bọt đi con. Mình tạo bọt, bọt nha. Nhiều bong bóng này. Rồi. Đây, mình sẽ tạo lên bong bóng. Phải chà cho An thiệt là kỹ nha. Ừ, phải chà cho An thiệt là kỹ. Tại vì là người của An bị viêm da cho nên là sẽ hơi mùi một tí nha. Bịt tay lại, đừng để nước chui vô tay của An. Không có Hy thì không biết là mẹ sẽ bao giờ mới tắm xong á. Nếu mà hồi nữa mà An thơm á, An được mọi người đồng ý là thơm á, thì bé Hy sẽ vượt qua thử thách của mình nha. Nhẹ 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 nha. Còn điều thật đấy. Tắm cho bạn đi, gâu gâu. Mỗi lần tắm chó thì chỉ tắm trong vòng 5 phút thôi. À, ơi. Thế thì mình sẽ phải nhanh tay lên. Đúng rồi, mình phải nhanh tay lên. Thì cái tay đây, Hy đâu, để vô. Đúng rồi, cha, cha, cha. Hy ơi, Hy, con chà chà đi nè. Chà đi, đúng rồi. Đúng rồi, con chà đi nè. Đúng rồi, Hy đúng rồi đó, con làm đúng rồi đó. Đúng rồi. Rồi, chà, chà, đúng rồi. Đúng rồi. Rồi, Hy đó là Hy chà đi. Cái đấy chúng ta sẽ chà 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 đi. Đúng rồi. Rồi, ok. Tại vì là lông của An là bị da của An là bị viêm da, cho nên là sau khi tắm thì mình cần phải sấy lông cho An nha. Thì ở đây mình có máy sấy luôn nè. Đi ra đây mẹ sấy luôn cho Hy. Rồi. Mình dắt bé An đi qua bên kia, mình sấy cho bé An nha. Sấy à. Mẹ siêu nhân. Khi con ra đời, mẹ được sinh ra. Thứ bảy hàng tuần, 20 giờ trên kênh VTV3, 20:30 trên YouTube Giao Quanh Show, từ ngày 16 tháng 3, 2024.